tình hình kinh tế Nam Phi. Kính thưa quý vị, một trong bốn người dân ở Nam Phi không có việc làm và tình trạng bất ổn trong lĩnh vực khai thác mỏ thậm chí sẽ làm gia tăng cao hơn con số thất nghiệp của nền kinh tế lớn nhất của châu Phi. Nhưng trên các đường phố bận rộn của các thành phố lớn như thủ đô kinh tế Johannesburg, các tiểu thương đang tạo một nguồn việc làm mới. Các tiểu thương cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau với một mức giá rẻ hơn so với các cửa hàng chính thống. Một tiểu thương có một gian hàng trái cây không xa một siêu thị tại một trong các quận trung tâm ở thành phố. Ông làm việc 6 ngày một tuần, mua hàng hóa của mình từ một chợ thực phẩm tươi sống từ lúc 6 giờ sáng và đóng cửa gian hàng vào lúc 8 giờ tối. Ông làm được khoảng 500 Mỹ Kim một tháng, gần như gấp đôi số lương của một công nhân bình thường. Hơn nữa, ông không có khai thuế và không đóng thuế. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính tăng trưởng của Nam Phi chỉ có 2.6% vào năm 2012 và cảnh báo rằng tỷ lệ thất nghiệp cao kéo dài có thể tạo nên bất ổn chính trị và xã hội nếu không được giải quyết. Các liên minh tiểu thương cho rằng việc thương mại không chính thức là một cách tốt để giảm sự phụ thuộc ngày càng tăng vào phúc lợi xã hội của Nam Phi. Một ước tính cho biết có khoảng 6 triệu người đang làm việc trong lĩnh vực này. Hiện nay, giao dịch thương mại không chính thức được phân loại là các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng các nhóm lợi ích kinh doanh cho rằng chính phủ cần phân loại, điều chỉnh và phát triển một thực thể độc lập. Các tiểu thương cho biết họ bị xem như là những người gây mất trật tự giao thông. Cảnh sát thường quấy rối họ, bắt họ nộp tiền phạt để chuộc lại hàng hóa bị tịch thu, chỉ để thấy hàng hóa của mình bị phá hủy hay bị đánh cắp. Chính phủ bác bỏ tin tức cho rằng cảnh sát đã quấy rối những người bán hàng trên đường phố. Đảng cầm quyền ANC đã tiết lộ kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng vào tháng 2 sẽ tạo ra hàng triệu công việc làm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chánh, ông Pravin Gordhan cho biết nền kinh tế cần duy trì tăng trưởng 7% một năm, gần gấp 3 con số hiện nay để cải thiện tình trạng thất nghiệp. Ngoài ra, người dân đang ngày càng mệt mỏi hơn trước thất bại của ANC nhằm khắc phục tình trạng bất bình đẳng có từ thời phân biệt chủng tộc, với chỉ có một số lượng nhỏ người Nam Phi da đen đã được giàu hơn. Nam Phi đã gặp khó khăn kinh tế kể từ cuộc suy thoái vào năm 2008-2009 và các cuộc biểu tình của người da đen sống ở trong khu ổ chuột ở xung quanh các thành phố lớn là những nơi không có điện, không có nước máy và không có việc làm.